Xin được chào mừng quý khách hàng đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên hệ thống Zalo, Facebook và fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến quý khách hàng một căn nhà phố được thiết kế rất là đẹp và rất là hiện đại, nằm trên trục đường Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền phía bên ngoài của căn nhà mình. Cũng như căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 4m và độ dài là 16m. Được đúc kiên cố là một trệt, một lửng và ba lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình có sân để xe gắn máy, gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, 5 phòng ngủ và 7 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và thân thượng trước sau. Hướng của căn nhà mình là hướng hướng Tây, phù hợp cho cái nhà hàng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch. Cũng như căn nhà mình thì nằm trong khu nhà lầu đồng bộ và chỉ còn sót lại một căn duy nhất. Thì hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến cho nhà hàng cùng tham quan. Cũng như căn nhà mình thì nằm trên một cái con đường, hai xe hơi, xe tải có thể là tránh nhau rất là thuận tiện và rất là thoải mái. Và từ vị trí của căn nhà mình di chuyển ra trục đường Phan Huy Ích khoảng độ 50m thôi. Một căn nhà còn sót lại tại đường Phan Huy Ích và nằm trong khu nhà lầu đồng bộ. Và mình sẽ chiếu sơ qua cái khu vực ở phía bên ngoài để cho khách hàng cùng tham quan. Cũng như căn nhà mình thì nằm trong khu nhà lầu đồng bộ rất là đẹp. Và đây là con đường ở phía trước căn nhà mình. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu cho quý khách hàng. Thì phía bên ngoài mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng sắt, rất là chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà của mình. Tiếp đến là mình sẽ có một cái khoảng sân khoảng 2m để mình để xe gắn máy. Khoảng sân này thì hai bên được anh chị chủ nhà ốp gạch, cũng như phía bên trên thì mình được lợp mái che chắn rất là kỹ càng để gia đình mình có xe gắn máy mình để vào phía bên trong này, và mình sẽ không sợ bị ướt. Cũng như di chuyển vào bên trong là khu vực không gian phòng khách căn nhà, thì phía bên ngoài mình sẽ có thêm một bộ cửa 4 cánh được là một cửa bộ cửa cuốn để bảo vệ cho căn nhà của mình. Và tiếp đến mình sẽ có thêm một bộ cửa 4 cánh được làm bằng nhôm xin pha, kính cường lực 10 ly, rất là bền và rất là chắc chắn. Cũng như căn nhà mình thì đã được anh chị chủ nhà phun nội thất tặng kèm, và chỉ với giá 7 tỷ 250 triệu đồng. Còn thương lượng là quý khách hàng có thể sở hữu cho mình một căn nhà đẹp đã bao gồm toàn bộ nội thất bên trong. Và căn nhà này thì được thiết kế tầng lửng, mình sẽ có một cái phòng ngủ và có một cái nhà vệ sinh. Khu vực ở dưới tầng trệt này thì anh chị thiết kế để mình có thể vừa làm phòng khách, vừa làm phòng karaoke, phòng bếp, cũng như gara xe hơi của căn nhà và phòng khách. Căn nhà mình thì được thiết kế cầu thang mình đi nép sang một bên, cho nên khu vực ở phía bên dưới này rất là phù hợp để mình có thể để làm văn phòng công ty và làm phòng tiếp khách, cũng như phòng để gara xe hơi. Thì khu vực này mình cũng có thể để được hai chiếc xe hơi vào bên trong căn nhà, rất là rộng rãi. Với chiều sâu căn nhà lên đến 16m, được anh chị chủ nhà xây dựng hết đất, cho nên không gian phòng khách, gara xe hơi căn nhà khá là rộng. Và khu vực phía bên dưới chân cầu thang thì mình có một cái bể anh chị thiết kế để mình có thể là thả cá, cũng như mình có thể làm những hòn nam bộ ở khu vực này, và anh chị đang để trống. Cũng như căn nhà mình thì được thiết kế rất là đẹp, rất là độc và cũng như rất là lạ tại thị trường quận Gò Vấp. Khu vực không gian cầu thang thì anh chị có để một bộ bàn ghế, bàn ăn 6 ghế ở phía bên ngoài này. Cũng như khu vực này thì mình có thể để hai chiếc xe hơi đấu đầu vào phía bên trong này, và di chuyển là khu vực phía sau là khu vực không gian phòng bếp căn nhà. Thì tủ bếp, kệ bếp căn nhà mình được làm bằng gỗ, và mình có mặt đá hoa cương. Tủ bếp căn nhà mình được sơn với lại cái tông màu đen. Và phía bên tay phải mình sẽ có một khoảng không gian để mình để tủ lạnh. Cũng như di chuyển là khu vực phía sau, mình sẽ có một khoảng không gian giếng trời và một cái sàn rửa ở phía bên ngoài. Không gian giếng trời này thì thông từ dưới trệt lên đến sân thượng để lấy gió và ánh sáng. Một cái sàn rửa ở phía bên ngoài này thì mình để mình có thể rửa, cũng như
Mình có thể làm gà, làm vịt ở khu vực này. Và mình sẽ chiếu sơ qua lại cái khu vực không gian phòng bếp để di chuyển lên khu vực tầng lửng của căn nhà để giới thiệu với khách hàng về một căn nhà được anh chị chủ nhà thiết kế có phòng ngủ tại tầng lửng để gia đình mình có nhu cầu muốn sử dụng cho người lớn tuổi cũng như người hạn chế đi lại thì rất là tuyệt vời. Với một căn nhà được anh chị thiết kế tới 7 cái nhà vệ sinh. Khu vực sân thượng thì mình cũng sẽ có một cái và kèm theo khu vực tầng lửng này thì mình cũng có một cái. Đây là khu vực tầng lửng của căn nhà. Mình sẽ có một bộ bàn uống trà ở phía bên ngoài. Với một căn nhà được thiết kế cầu thang nép sang một bên, cho nên khu vực ở trên tầng lửng căn nhà mình được thiết kế là có kệ để tivi, có nhà vệ sinh, có phòng ngủ. Nhà vệ sinh căn nhà mình được anh chị chủ nhà thiết kế khá là rộng. Mình có vách ngăn, tấm kính cũng như hệ thống lavabo bàn cầu, hệ thống hiệu Toto rất là bền và rất là đẹp. Cũng như đây là khu vực không gian phòng ngủ tầng lửng của căn nhà. Mình sẽ có đầy đủ kệ để tivi, bàn làm việc, bàn trang điểm. Và hai bên thì mình sẽ có hai cái đôn để đèn cũng như hệ thống máy lạnh, có cửa sổ để mở ra cái giếng trời bên ngoài, rất là mát. Những căn nhà mà có giếng trời thì rất là thoáng và rất là mát. Và những căn nhà mà không được thiết kế có giếng trời thì sẽ hơi bị bí một chút. Rồi, tiếp đến là mình sẽ di chuyển lên khu vực lầu 1 của căn nhà. Mình sẽ đến với là không gian phòng ngủ số 1, phòng ngủ số 2 và phòng ngủ số 3. Thì căn nhà mình được thiết kế có 5 phòng ngủ và đã được anh chị chủ nhà full nội thất là 3 phòng. Căn nhà mình thì được thiết kế cầu thang nép sang một bên, cầu thang gỗ từ dưới trệt lên đến sân thượng và được anh chị chủ nhà thiết kế cho mình những cái hộc tủ để mình để những cái đồ trang trí cũng như những cái lọ hoa trang trí. Đây là không gian phòng ngủ số 2 của căn nhà. Mỗi phòng ngủ thì mình đều có nhà vệ sinh riêng, sử dụng rất là thuận tiện. Và mình xin nhắc lại là căn nhà này nằm trên trục đường Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà mình thì nằm đoạn giữa của trục đường Phan Huy Ích và trục đường Quang Trung cũng như trục đường Trường Chinh. Và từ vị trí căn nhà mình thì mình cũng có thể di chuyển về trung tâm thành phố bằng rất là nhiều con đường như con đường Quang Trung, con đường Trường Chinh. Và mình có thể di chuyển qua các quận lân cận như quận Tân Bình, Tân Phú, Bình Thạnh, quận 12 cũng như Gò Vấp. Đây là không gian phòng ngủ số 2, số 3 của căn nhà. Thì căn nhà mình được thiết kế với 3 phòng ngủ chính đã được anh chị chủ nhà full nội thất tặng kèm, rất là đẹp. Và có phòng vệ sinh riêng và phòng vệ sinh căn nhà mình thì khá là rộng, được anh chị chủ nhà thiết kế rất là đẹp. Mình được ốp gạch đá cao lên kín tường, rất là sạch sẽ và rất là thoáng mát. Và chỉ với giá 7 tỷ 250 triệu đồng. Còn thương lượng mạnh thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình thì hãy nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tiến đón quý khách hàng đi xem một căn nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại. Cuối năm 2021 còn sót lại tại đường Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp này. Thì mình vừa trải qua 3 phòng ngủ đã được anh chị chủ nhà full nội thất tặng kèm. Và phía bên trên này thì mình sẽ có 2 phòng ngủ đang được anh chị chủ nhà để trống. Để nếu quý khách hàng có giường tủ sẵn tại nhà mình thì mình có thể mang về mình lắp ráp, cũng như nếu như quý khách hàng có nhu cầu muốn đóng thêm 2 phòng ngủ bên trên này thì anh chị cũng sẽ đóng thêm 2 phòng phía bên trên này cho quý khách hàng.
Thì căn nhà này nằm trên trục đường Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà mình thì chỉ cách đường trục chính khoảng độ 25m thôi. Và cách đường Phan Huy Ích khoảng độ 25 đến 30m nữa thôi là đã ra đến trục đường chính đường Phan Huy Ích. Thì mình có thể di chuyển qua đường Quang Trung cũng như đường Trường Chinh. Căn nhà mình thì nằm khoảng giữa của trục đường Phan Huy Ích và cũng rất là gần với lại phường 15 của quận Tân Bình. Và một con đường trước nhà rộng lên đến khoảng 7m thì hai xe hơi xe tải có thể tránh nhau rất thoải mái. Rất là phù hợp để quý khách hàng có thể vừa mua để ở hoặc là mở văn phòng công ty. Cũng như căn nhà mình thì nằm sát với lại hai căn nhà lầu, hai căn nhà góc hai mặt tiền. Cho nên là mình cũng có thể để xe hơi dựa vào hai căn nhà hai bên để mình mở văn phòng công ty hay là mình có nhu cầu để ở bên ngoài. Để khi nào mình có nhu cầu đưa xe hơi vào bên trong căn nhà mình thì mình mới đưa thôi. Đó, đây là hai căn nhà hai bên và mình thấy là có xe hơi đang đậu ở nhờ hai bên của căn nhà, rất là rộng rãi. Đây là khu vực sân thượng căn nhà, phía trước thì mình sẽ có một cái khoảng sân để mình trồng cây cũng như vui chơi và hóng mát. Bên trong thì mình sẽ có một cái khoảng không gian làm phòng thờ ở khá là rộng. Và phía sau thì mình sẽ có một cái sân phơi cũng như một cái phòng giặt và một cái nhà vệ sinh ở trên tầng trệt này để sử dụng cho gia đình, rất là thuận tiện. Nếu gia đình mình có mở tiệc hay gì đó thì rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Rồi mình sẽ chiếu lại một lần nữa khu vực phía trước của căn nhà để khách hàng cùng tham quan. Cũng như căn nhà này thì đang có hướng là hướng Tây, phù hợp cho khách hàng thuộc mệnh Tây tứ trạch. Rồi video nhà đất Hoàng Tiến đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại khách hàng trong những video tiếp theo.